Chào anh em, bữa nay shop Quỳnh Lương sẽ giới thiệu cho anh em hai mẫu VIP 10 phiên bản 5. Hiện tại thì đang có hai mẫu luôn, số lượng cũng không nhiều nha anh em. Sẽ giới thiệu cho anh em tí. Mẫu này á, là 45 cm khi thu lại, còn kéo ra là 65, còn mẫu này là 68, kéo ra là 98. Hàng này là phiên bản mini, hàng này là phiên bản tầm trung. Một bộ nó sẽ kèm cho anh em hai bộ dây, một bộ dây dẹp và một bộ dây tròn thế này, tại mình để chung vậy thôi nha. Một túi bi. Ví dụ anh em muốn là hai dây dẹp cũng được, muốn lấy hai dây tròn cũng được ha. Còn hàng này là nó chơi dây dòng ngắn, tầm ngắn, dây này ngắn hơn ha. Đó, tuy nó ngắn nhưng mà sẽ chơi dây ngắn luôn, chứ nó không chơi dây dài dài không bắn đủ lực. Và dù anh em muốn kéo, muốn nó lực hơn thì anh em cứ thu ngắn lại, thu chừng nào mà anh em kéo thấy nó lực là ok là được ha. Anh em cứ thu lại ha. Hàng này thì nó chỉ 45 kéo ra 65. Đó, thấy kéo ra. Nó kéo rồi này nè. Đó. Có nhiều anh em nói ngắn bắn đủ lực. Bắn ok lắm anh em. Mà đã bắn ok khoảng 20 mét ha. 20 tới 25 mét là rất là ok. Thì nói chung nó nhỏ mà anh em bắn chuột hay bắn cá tầm gần nó ok. Nó gọn mà sao mà nó bằng những hàng dài được đúng không? Nè, hay như muốn lực thì chơi thằng này trên 30 mét ha. 68 kéo ra thì nó sẽ dài là tới 98 rồi anh em, gần 1 mét rồi. À, kéo ra rất là dài. Còn em muốn lực thì chơi dòng này. Đó, lực hơn. Thì nó dài hơn. Mẫu nào cũng vậy. Càng ngắn thì nó cái lực của nó không có bằng hàng dài. Đó vậy cái gì là mẫu nào cũng vậy nha anh em. Đây, có nhiều anh em hỏi là ngắn gắn kính được không? Được nha anh em. Kính mà mình cũng bán luôn 1.40 kim loại thì nó có khoảng 300.000 cái. Ý lộn mình nhầm. Cái mẫu mưa loại có 180 cái chưa ship nha. Laser sạc luôn xanh đó. Tia xanh loại mắt á, khoảng 200 thôi, loại mắt hơn 206. Đây, cái này gây gắn kính nè. Ví dụ muốn bắn cá cũng vẫn được luôn, có nhiều anh em không bắn cá. Bắn cá thì vẫn được, anh mua mũi tên. Và anh mua dây bắn cá là mình chơi được thôi. Ví dụ muốn thu lại mua máy thu gắn lên nè, gắn chỗ này hoặc là chỗ này. Cái này thuộc đằng sau tí. Nói chung là mình chế được hết. Mẫu này ná VIP 10 phiên bản 5 nha, nhận hàng thanh toán tại nhà có quyền kiểm hàng, cứ nhận không nhận gấp sẵn nha, có nhiều anh em yêu cầu gấp sẵn thì gấp sẵn, mình không nhận đơn được nha anh em. Ví dụ gấp sẵn mình khỏi liên hệ mất thời gian cái hai bên anh em. Mẫu này xin nghĩ sao mình đem gấp sẵn lên xuống đây anh em, mình đưa cho anh em gấp sẵn anh em đi gửi nè. Mất thì anh em trả tiền lại nha. Mẫu ná này mà gửi gấp sẵn sao gửi được. Mình cũng phải động não một tí chứ, đúng không? Nói thì nói gì nói chung thẳng nó hơi bất lòng. Cái gì phải động não một tí chứ, nghĩ sao mà anh em nguyên cây ra mà anh em gửi được. Rồi anh em có cần cứ liên hệ mình ha, shop là shop Quỳnh Lưng nha anh em. Nhận hàng đó tại nhà quyền kiểm hàng nha. Khi cọc sẽ được ưu đãi tặng thêm một bộ dây dự phòng, tổng cộng 2 bộ dây phòng, 1 bộ dây bắn, tổng cộng là 3 bộ dây nha. Rất ưu đãi cho anh em luôn. Rồi em có cần cứ liên hệ mình nha. Chào anh em ha.